Kaka đang muốn tò mò. Đây là hôm nay mình kiếm một người bạn mới cho Kaka. Kaka đang muốn bắp được xem. Kaka cũng như tiếng kêu kêu được đây rồi. Rồi, đấy để bố bắp luôn. Đây là bạn mới của Kaka đấy. Đấy, đây. Ôi dồi, ôi dồi. Ôi dồi. Ôi, tư. Ủa, Kaka lại luôn luôn. Bây giờ Kaka có bạn mới rồi nha. Không được đi đâu nữa nghe chưa? Đây, Kaka với em ngồi xuống đây nha, ngồi xuống đây xem nha. Rồi, ngồi xuống đây, bố xem nào, ngồi xuống. Đấy. Đấy, Kaka phải chăm sóc em nha. Kaka tình cảm chưa? Đừng, để bố xem đấy. Đấy, em mới về, em đừng sợ. Em mà sắp ngủ ấy, em nó buồn ngủ ấy, Kaka. Đừng nghịch ca, đừng. Bây giờ thì biết Diễm cũng tầm vài tháng nữa thôi biết Diễm đi học. Và Kaka thì dạo này Kaka lớp rồi cứ muốn đi chơi ấy, kiếm bạn ấy. Thôi mình kiếm một biết cho Kaka về đây Kaka chăm sóc chơi muốn bớt buồn. Bữa ở nhà mình lại buồn. Đúng không? Đấy, về nhà cái là ôm cứng luôn. Thích à? Con muốn ôm không? Nhưng mà biết cứ đang ôm Kaka thôi. Từ đứng. Đấy, Kaka phải tranh Kaka không có ôm đâu. Kaka đang chăm sóc. Biết lại muốn ôm Kaka có bố đâu. Kaka muốn ôm em đó, nhưng mà con ngồi đây từ đấy xem bố xem vừa nào. Bố xem vừa nó nói nào. Không Kaka ngồi xuống cái đây tí, ngồi xuống đây. Rồi, để bố đưa em cho Kaka nhá. Rồi, nhưng mà em cứ bố bám mấy người bố thôi. Rồi, ta thả ra nhẹ nhàng nhá. Rồi, ok, này, bám đấy, ôm đấy. Ôm được không? Kaka muốn ôm đó. Rồi, nhớ chăm sóc nhá. Em dễ thương không? Thương không? Con nhìn em đi. Đấy, cả cứ cạnh cái này thôi, đừng cá. Cá ôm không? Thế rồi từ để bố đấy cho. Nhẹ nhàng. Sau các bạn chơi rồi. Cả đang bắt giận này, em sạch lắm, em không có giận đâu. Thấy thương nhỉ. Cá đừng. Hay là Kaka bế em đi ngủ nha. Nào Kaka, đừng. Kaka ôm em nào, bế em đi chơi nào. Thử bế, biết bế em, bế không nào. Buồn ngủ quá, ngủ. Hay là tí là Kaka ôm bé đi ngủ nha. Bây giờ đặt tên của bé là gì được nhỉ? Kaka cứ thích ôm thôi. Tí là hai đứa ôm nhau ngủ nghe chưa? Bé ngủ rồi nè. Cá ôm ấm nha. Hai đứa. Đừng nhổ cái lông mày của em. Cá nhớ chăm em nha. Nhớ nha. Phải bảo vệ em nha. Đấy, bây giờ không được đi đâu nữa nha. Ở nhà chăm em nghe chưa? Nghe chưa? Tay em.
bố cùng hai đứa luôn. Ôi em ngủ rồi nè, ngủ luôn rồi em... Ngon nhé, ngon nhé, ngon nhé. Cá cô miêm cả ngày thế này thì cá bị khá cho em chơi chứ. Ừ. Nó ô miêm cả ngày thế này sao được. Cậu như con luôn, mẹ không con luôn, không tháo luôn. Nhớ nha, nhớ ở nhà chăm sóc nha, thấy chưa? Để em xem này. Đây, cái gì đấy? Ở ca ôm gì đấy? Ôm này. Đấy. Ôi, không rời. Ôm không thả luôn nhỉ, ôm thế này ôm cả ngày à? Ừ, cá. Cá phải thả cho em chơi này chứ. Ôm đừng ôm chặt cổ á. Ôm thấp xuống. Rồi, ôm đây rồi, đúng rồi. Không được ôm chặt quá nha. Ôm chặt quá em khó thở. Ôm vừa thôi. Ôm không thả luôn. Cả đá cho em chơi này chứ. Này, thì em này. Đấy. Em cứ bám này. Biết. Xuống chơi đi. Không biết đặt tay em là gì đây. Em đang hơi sợ tí thôi. Nhà, cứ bình tĩnh nhẹ nhàng. Rồi, không nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ngồi im. Ờ đúng rồi. Ca đừng làm em sợ. Ca. Ca ca. À, em không sợ nhá, không sợ. Kaka muốn ôm em mà. Kaka thương em lắm. Rồi. Không có gì, không có gì, ngồi đi. Ngồi đi. Không. Không sao, ngồi chơi đi. Ngồi chơi. Quá đã, đấy. Rồi, bình tĩnh. Kaka ôm nhẹ thôi, ôm nhẹ thôi. Thả ra biết Kaka thả ra cho em chơi nhá. Để em chơi. Để em đi chơi tí. Đi. Từ từ á, đừng ôm nữa, để Kaka. Để em chơi á, em khuyên nhà. Nhá. Để em chơi. Ừ. Em thoải mái. Đúng rồi. Không biết đặt tên em là gì được kìa. Mọi người có cái tên nào hay không thì đặt cho em không thì mọi người comment xuống bình luận nha.